Chào các bạn đến với kênh Tony TV. Chào bạn. Mình đọc comment thấy các bạn vô yêu cầu là anh Tony ơi, anh đổi địa điểm quay phim giúp bọn em đi. Chứ anh quay có nơi quay hoài giết bọn em chán quá. Vì vậy mà ngày hôm nay mình đã dẫn cả team bước sang một cái địa điểm quay phim mới nó đẹp hơn, nó thơ mộng hơn. Ủa, mình đổi địa điểm quay phim cũng đâu nhất thiết phải ngay chuồng gà chuồng vịt đâu. Các bạn nhìn nè, nó đi quay phim á mà nó cũng đem xe heo nữa. Mày khoe gì khoe hoài vậy? Anh Vinh kêu bọn tao mang theo để quay cái clip đua xe đó. A Ngọc với Vũ Thanh giàu dữ, hôm bữa mua xe xịn, bữa nay còn sắm nón xịn nữa chứ. Cái nó mày đổi sao ta? Giờ đổi hứa cày. Cái nó mày im thiệt. Tháo ra trả anh ta đi, không lẽ đợi hoài sao? Biết rồi, cái nỗi đợi giờ dễ sao tháo ra khỏi vừa Dương ơi, tiếp chạy. Rồi, gần đây thì team của mình quay ra những cái video liên quan tới chủ đề sáng tạo á thì nó vất vả, nhưng mà view á thì lại khá là thấp. Vì vậy mà hôm nay cả team mình mang xe theo để chuyển sang cái chủ đề mới liên quan tới tốc độ. Yeah. Vậy là ngày hôm nay em có cơ hội để thể hiện tốc độ của mình rồi. Sai, sai hết. Mang xe theo để mà mình quay một cái clip đua xe máy chậm. Yeah. Vậy còn gì đâu mà vui nữa trời. Ủa sao mình không đua xe nhanh mà đua xe chậm làm gì anh Vinh? Mấy đứa nhìn thấy cái mặt của anh không? Dạ thấy. Là cũng đam mê tốc độ rồi chạy xe té sách cái mặt xuống lề đường. Hả? Thôi thôi, chạy xe chậm đi cho nó an toàn các bạn. Không những làm cái clip đua xe chậm mà còn phải trang bị đầy đủ đồ bảo hộ trên người nữa kìa. Các bạn còn phải chuẩn bị cái mũ full face nè để bảo vệ cái đầu và cái gương mặt của các bạn. Ừ. Đúng rồi, chứ để giống như anh Vinh té xe mặt mày chè chỗ mất hết phong độ. Ủa Ngọc, cái nón này mua bao nhiêu vậy? 800.000 ăn đó. Để quay xong tháng này mình lấy tiền lương mua một cái mới được. Làm clip đua xe gọi bay đỏ này sang yêu chưa? Cái xe này các bạn không phải mua xăng thường đổ vô là nó chạy được đâu. Xăng này là xăng pha nhớt nha. Để ông mình chỉ cho các bạn nè. Trời. Làm sao anh Thanh? Đây là nửa lít xăng, tương ứng với 3 nắp rưỡi nhớt nha. Giờ bọn mình sẽ đổ vô. Đổ vô lẹ nè. Rồi, tiếp đi. Một nắp nè, nắp này là nắp thứ hai. Cái quá trình pha xăng này rất là quan trọng. Các bạn pha nhất thiếu hay dư gì xe nó cũng dễ bị hư lắm. Rồi, được rồi. Chế vô. Rồi, sóc lên Thanh. Đóng nắp lại cái. Rồi nè, sóc lên đi. Lên. Rồi đi đẳng Cường ơi. Đi. Rồi, đều đó. Rồi, chặn vô xe. Đổ vô đi Thanh ơi. Nhanh lên Thanh nha. Đẩy đi. Xăng mà thơm quá. Rồi. Cái này mình đổ cho Ngọc nha. Còn xe của mình á, đổ xăng đầy rồi. Mình giật máy thử coi. Trời ơi, cái bô này chắc nướng gà chín luôn quá. Thì để thực hiện cái video đua xe máy chậm này, bọn mình sẽ di dời địa điểm từ ở đây sang cái đường nhựa để chạy cho nó dễ. Rồi, ok. Mày Ngọc ơi. Đây. Cả team mình sẽ lựa chọn cái khu vườn này để mà tổ chức cuộc thi đua xe máy chậm. Vậy người thua có phải chịu hình phạt gì không anh Vinh? Người thua thì không có chịu hình phạt gì cả, nhưng mà người chiến thắng sẽ có phần thưởng. Wow. Trong mỗi lốc sữa cool, các bạn có thể tìm thấy những cái thẻ cool phiên bản đặc biệt. Khi bạn sưu tầm đủ 24 thẻ áo thun sẽ đổi được một cái ông cool dạ quang. Sưu tầm 36 thẻ áo thun sẽ đổi được áo ho đi dạ quang cool nha. Khi các bạn sưu tầm được một cái thẻ đồng hồ sẽ đổi được một cái đồng hồ thông minh cool giống như mình vậy nè. Rồi, bây giờ tổ chức cuộc thi thôi. Ai muốn đấu với nhau đâu? Em với Thảo. Rồi, em với Ngọc rồi. Đây. Ok, vậy thì A Đại và chị Thảo mời vô vị trí lấy nón bảo hiểm. Dạ, đi. Nón bảo hiểm. Rồi, lấy nón nào? Nón màu đen. Em lấy nón này. Ok luôn. Đi lại đây. Chọn xe đi chị Thảo ơi. Chọn xe nào? Em lấy chiếc màu đen lên bên ơi. Lấy chiếc màu đỏ cho nó hơn. Rồi, chiếc màu trắng này dẹp qua bên đi. Rồi, hai đối thủ cách xa nhau là 1 mét. Cuộc thi này đua xe máy chậm, ai về đích trước người đó thua. Hay nó dễ hiểu hơn là ai chạy chậm hơn người đó thắng. Nhưng mà không được chạm chân xuống đất trong lúc thi nha. Trận đấu đầu tiên của chúng ta là hai đối thủ A Đại và chị Thảo. Mình sẽ làm trọng tài. Còn Vũ Thành và A Ngọc có nhiệm vụ là quan sát xem có hai đối thủ này có chống chân xuống đất dọc đường hay không. Để chưa? Rồi bây giờ cuộc thi bắt đầu đi, giật máy. Giật máy lên. Mặc dù chị Thảo chạy nhanh sắp về đích rồi, cứ nghĩ là chị Thảo thua, nhưng mà nào ngờ đâu á là A Đại lại chống cái chân trước. A Đại là người thua cuộc và người chiến thắng là chị Thảo. Yeah, em thắng rồi nha bạn ơi. Thưởng cho chị Thảo là một thùng sữa cô nha. Đây nè chị Thảo. Dạ cảm ơn anh. Thấy chưa? Thà mình chạy nhanh một chút xíu
nhưng mà cái chân mình không có chạm đất, còn chạy chậm như A Đại để làm chi, để gọi cái chân chạm đất lại là người thua cuộc. Chưa, các bạn ơi, biết vậy mình chạy nhanh chút xíu nữa là cái chân mình đâu có chạm đất đâu. Ừ, rồi tiếp theo là tới hai thành viên nữa. Em cho. A Ngọc đối với ai? Với em. Rồi luôn, mời vô vị trí đi. A Đại quay đi. A Ngọc chạy chiếc xe màu xanh hay màu trắng? Màu trắng đi anh. Rồi. Rồi em chạy chiếc xe màu đỏ đi cho nó hơn. Rồi chạy đặng lấy xe màu đỏ đi. Rồi. Theo như các bạn bắt thì các bạn sẽ chọn Tiểu Phương hay là A Ngọc đây? Chứ mình nhìn mấy cô gái sao mình nghi quá. Lấy cái nón của tao mày Ngọc ơi. Đây. Thôi. Cái nón tôi giữ nữa rồi. Thôi thôi mày đổi mình mày luôn đi. Thanh lấy cái mũ khuynh phê cho tao. Mũ mày nè. Thấy không? Cái nón vừa đẹp mà còn lại an toàn nữa chứ. Vô đua nè. Trời, cái mũ của chị Thảo cho nó hên coi. Phương luộc thằng Ngọc cho chị. Dạ. Dạ, A Ngọc đúng vậy, A Ngọc là người đầu tiên chạm cái chân xuống đất nữa rồi. Sao nãy giờ hai dáng rồi sao con trai thua không vậy trời? Rồi mời cái thang đi ra đây. Dở lên đây, phần thưởng của Tiểu Phương là một thùng sữa con. Ok con, nhớ về nhà sưu tập thẻ để mà đổi lấy những cái áo hoa đi dạo quan. Chương trình sưu tập thẻ đổi thưởng diễn ra đến hết ngày 30/4/2021, các bạn nhớ mua sữa dũng nha. Tới hai đối thủ cuối cùng là ai? Cường và Dương, vô trong này. Cho một nó là em nha Ngọc. Ok. Rồi Tiểu Cường chọn chiếc xe màu gì? Màu trắng đi. Rồi vô đây đi. Còn Tiểu Dương mặc áo màu đỏ sẽ chọn chiếc xe màu đỏ của Tiểu Phương luôn. Đua xe máy chậm mà Tiểu Dương về đích đầu tiên. Đó, cho nên người chiến thắng đó chính là Tiểu Cường. Yeah. Và phần thưởng của Tiểu Cường đó chính là một thùng sữa con. Dạ, yeah, cảm ơn anh Dương. Còn thành viên nào chưa thi nữa không? Còn mình em nè. Do Vũ Thanh còn có mình nè. Cho nên đối thủ của bạn ấy chính là mình nha các bạn. Yeah. Không chứ Vinh không sợ thua gì mà ve dữ hả? Xe chúng xíu à. Anh Vinh nè, tướng bự chà ná luôn. Lên xe Dương này Dương kia, sao chạy được? Vũ Thanh nãy nó cũng phải. Ok luôn. Mình sẽ vào thi đấu Vũ Thanh nha các bạn. Đua xe về anh ơi. Dám xem thường anh hả cơn. Ghen lên chị Thanh rồi. Em là những tài cho. Ok cưng luôn. Đảm bạn Vinh ơi. Đội mũ lên cho anh. Đội mũ quân phay. À, rồi, anh... rồi ok luôn. Cho nó an toàn. Gài lại cái đã. Rồi Vũ Thanh xích lại Vũ Thanh ơi. Rồi giật xe lên nè. Em giật cho. Rồi giật đi. Rồi sẵn sàng chưa. Một. Cuối cùng này mình cũng là người chiến thắng nha các bạn. Đó, sao mình chơi cùng. Không ngờ tới phút 90 mà mình lại thua. Mình đã quá xem thường cái tài nghệ lái xe của anh Vinh rồi. Đúng là tuổi trẻ chưa giải sự đời. Rồi hồi nãy vòng 1 ai chiến thắng đâu? Em. Mời Tiểu Cường, Tiểu Phương và chị Thảo vào thi đấu chung kết. Lần này là 3 thí sinh trong một vòng đua nha. Chị Thảo lấy xe màu trắng. Em lấy xe về. Rồi. Ba chiếc xe phải lấy lại nha. Rồi, trong ván chung kết này thì mình sẽ làm trọng tài nha. Và cái người giữ thăng bằng tốt nhất sẽ được 2 thùng sữa cun. Người tiếp theo là 1 thùng. Và người thua cuộc sẽ được 1 lốc sữa. Rồi vô vị trí hết chưa? Bye bye. Chung kết này phải có mình nè. Nào ngờ xui xẻo thi đấu với anh Vinh thua. Bây giờ đứng ngoài làm khán giả luôn. Tiểu Cường là người chiến thắng.
Và tiếp theo là tới Tiểu Phương về đất. Còn chị Thảo thì chạy dọc đường, cái chân đã chạm xuống đất rồi các bạn ơi. Chia buồn với chị Thảo nha. Rồi, Tiểu Cường hai thùng sữa. Đây, hai thùng sữa dành cho Tiểu Cường. Rồi, bước nè, cầm nó bảo hiểm cho Tiểu Cường. Rồi, tiếp theo là tới ai? Tiểu Phương, bưng một thùng sữa cho Tiểu Phương đi. Dạ, hạng bét anh Vân. Một lóc. Còn hạng bét chị Thảo á, chị lãnh được có một lóc sữa thôi. Cầm đi cơn. Rồi, cái video đua xe mình đến đây là kết thúc nha các bạn. Các bạn nên nhớ là mình chỉ đua xe máy chậm thôi. Chứ còn nếu mà lấy xe này mà đi đua tốc độ nhanh á, nó khá là nguy hiểm. Cho nên mình sẽ không khuyến khích các bạn làm điều đó nha. Và nếu các bạn yêu thích clip này thì đừng quên làm gì Vũ Thâm. Đăng ký kênh, bấm like và chuông. Và bấm chuông để ủng hộ kênh mình. Và hẹn gặp các bạn những clip tiếp theo. Bye bye.